xung miệng chích kỳ, không cay tẹo nào. Xin chào các bạn, Tinh Nghịch luôn mong đến giờ này để gặp các bạn đấy. Mèo Xanh xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Thế Giới Muôn Màu. À Mèo Xanh này, hôm qua mình vừa đọc một cuốn sách nói về vùng đất Yellowstone và công viên quốc gia Yellowstone. Yellowstone, cái tên nghe đẹp thật, nhưng nó là nơi nào vậy? Yellowstone là một vùng quốc gia Hoa Kỳ nằm ở các bang phía tây của Wyoming, Montana và Idaho. Yellowstone là vùng quốc gia đầu tiên và có lịch sử lâu nhất thế giới đấy. Yellowstone nổi tiếng với các loài động vật hoang dã. Ở đây có một số kiểu hệ sinh thái như kiểu rừng cận núi cao chẳng hạn. Ái chà, nhưng bạn đã biết gì về nơi này chưa? Mình mới đọc được một chút thôi. Ôi vậy à, thế hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nơi này đi, có được không? Được thôi, hay là chúng ta rủ cả chị Nắng Hồng nữa nhé. Đồng ý, để mình hỏi xem chị Nắng Hồng có ở đó không nhé. Chị Nắng Hồng ơi, chị có ở đó không? Chị đây, em đang gọi chị à. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Em và Tinh Nghịch đang có ý định đi tìm hiểu về hệ động thực vật của vùng đất Yellowstone. Chị thấy ý kiến này thế nào ạ? Vùng đất Yellowstone á? Một ý tưởng tuyệt vời đấy chứ. Nơi đây có rất nhiều điều thú vị đấy. Các bạn nhỏ yêu quý của chương trình Thế Giới Muôn Màu ơi, ngày hôm nay chị Nắng Hồng và hai bạn Mèo Xanh Tinh Nghịch sẽ cùng các em đến với Yellowstone nổi tiếng để tìm hiểu về nơi này nhé. Chị Nắng Hồng cũng đã đồng ý rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình nhé. Yellowstone được xem là công viên quốc gia đầu tiên của Mỹ và thế giới. Nó cũng được xem là một trong những công viên quốc gia lớn nhất, rộng hơn rất Iceland và Delaware cộng lại. Đây thực sự là một kỳ tích thiên nhiên với cấu trúc về địa lý để làm cho mọi người phải kinh ngạc. Yellowstone có những mạch nước ngầm, có những suối nước nóng, đổ phun khí ở miền núi lửa, những hẻm núi và những thác nước tuyệt vời đấy các em à. Chị Nắng Hồng ơi, em thấy nếu nhìn từ trên cao thì công viên này thật đẹp. Tuy nhiên, em vẫn thắc mắc vì sao nơi đây có tên gọi là Yellowstone. À, sở dĩ nơi này có cái tên như vậy chính là xuất phát từ màu vàng của đá, màu đặc trưng của vùng đất này. Nếu nhìn từ trên cao, em sẽ thấy toàn bộ công viên giống như một đóa hoa hướng dương với màu vàng nổi bật đến màu xanh a. Khoảng 96% diện tích đất đai của vườn quốc gia Yellowstone nằm trong bang Wyoming, khoảng 3% thuộc lãnh thổ bang Montana và khoảng 1% còn lại thuộc bang Idaho. Vườn quốc gia này dài khoảng 102 km theo chiều Bắc Nam và 87 km theo chiều Đông Tây. Với diện tích 898.317 ha, Yellowstone lớn hơn cả hai bang là đảo Ra và Delaware cộng lại. Sông vào hồ chiếm 5% diện tích đất, với khu vực chứa nước lớn nhất là hồ Yellowstone có diện tích 35.220 ha. Rừng chiếm khoảng 80% diện tích đất đai của vườn, phần lớn diện tích còn lại là đồng cỏ. Chị Nắng Hồng ơi, em được biết là khu vườn quốc gia này có hồ Yellowstone rất nổi tiếng. Vậy chị có thể nói cho chúng em biết rõ hơn về hồ nước này được không ạ? Hồ Yellowstone rộng 2,4 km, hồ Yellowstone sâu tới 122 m và có 177 km đường bờ hồ. Hồ nằm ở độ cao 2.357 m trên mực nước biển. Hồ Yellowstone là hồ nằm ở độ cao lớn nhất Bắc Mỹ, hồ nằm trong lòng chảo một ngọn núi lửa ngày xưa. Ôi, hồ này đẹp thật đấy. Mặt nước thì xanh biếc, em có cảm giác như đây là một kiệt tác của thiên nhiên vậy. Nhưng hồ nước này quanh năm nóng với nhiệt độ rất cao như vậy hả chị? Ừ, đúng rồi đấy kem à. Nơi đây không chỉ có cái hồ nước nóng như thế này, mà còn có rất nhiều những mạch nước phun trào. Kem hãy nhìn này, đây chính là một mạch nước được phun trào, trông rất đẹp phải không? Tuy nhiên, nó lại rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn kỳ quan này từ xa, chứ không nên lại gần đâu. Mẹ Xanh ơi, bạn hãy nhìn kìa, còn có cả cầu vòng bên cạnh mạch nước đang phun trào nữa kia kìa. Thật là tuyệt vời. Ừ, đúng là đẹp thật. Vậy còn khu vườn nằm trong công viên này thì sao nhỉ? Mẹ Xanh có vẻ như đang rất nóng lòng đúng không nào? Vườn quốc gia Yellowstone là trung tâm của hệ sinh thái đại Yellowstone. Đây là khu vực bao gồm cả vườn quốc gia Grand Teton, rừng quốc gia Hoa Kỳ cận kề với các khu vực hoang vu rộng lớn trong các khu rừng này. Hệ sinh thái này là dải kéo dài liên tục còn sót lại lớn nhất của vùng đất cổ xưa chưa phát triển tại Hoa Kỳ ngoài Alaska và được coi là hệ sinh thái còn nguyên vẹn lớn nhất thế giới tại khu vực ôn đới Bắc Bán Cầu. Ái chà, khu vườn này rộng quá nhỉ. Theo như chị Nắng Hồng nói,
thì có vẻ như khu vườn này có hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Ừ, mình cũng nghĩ như bạn đấy Mason à. Các em nói đúng rồi đấy, ở Yellowstone hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Vào mùa hè, những băng tuyết bay ra lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lúc này, cây cối bắt đầu hồi sinh và muông thú bắt đầu ra khỏi tổ của mình để đi tìm thức ăn đấy. Các em có thấy những chú gấu xám kia không? Ôi, chị Nắng Hồng nói đúng rồi, đúng là những chú gấu này có thể bắt được cá rất nhanh. Nhưng mặc dù băng đã tan, vậy nhưng nước trong hồ vẫn rất lạnh, những chú gấu này không cảm thấy rét sao? Tinh nghịch, bạn hãy nhìn kìa, lớp lông của chúng dày như vậy. Mình nghĩ lớp lông và lớp mỏ dày này đã giúp cho những chú gấu xám không còn cảm thấy lạnh nữa. Vào mùa hè, những bông hoa đua nở dưới ánh sáng mặt trời. Đây là cơ hội tốt cho những loài chim và bướm hút mật đấy. Những chú chim mẹ đang đi kiếm mồi về cho chim con kìa. Trông chúng thật là tình cảm. Bạn có thấy thế không hả Tinh Nghịch? Ừ, mình cũng cảm thấy. Ơ, kìa, có phải là những chú bò bi dông không hả mẹ xanh? Đúng rồi đấy, đó chính là những chú bò bi dông. Những đàn bò bi dông sống trên những đồng cỏ gần sông suối. Hệ động thực vật ở Yellowstone phong phú thật đấy. Kia chẳng phải là những chú rái cá sao? Những chú rái cá này thật nghịch ngợm. Tinh nghịch này, mùa hè ở đây đẹp như vậy thì mình đoán là mùa thu ở đây sẽ còn đẹp hơn rất nhiều, có đúng không? Mình cũng nghĩ như bạn đấy. Ôi, bạn nhìn kìa, những cây thông trông đẹp quá nhỉ. Mà hình như có cái gì động đậy ở ngọn cây. Đâu đâu? À, đó là một chú sóc. Chú đang làm gì thế nhỉ? Mình nghĩ chúng đang cố gắng vặt những quả thông đấy. Ơ, kia không phải là những chú hải ly sao? Ái chà, những người thợ bậc thầy về kiến trúc đang làm công việc xây nhà kia. Chúng làm việc cần mẫn quá nhỉ? Điều này thì chúng ta đã biết rồi còn gì. Hải ly rất khéo léo trong việc xây nhà. Chúng lựa chọn nguyên liệu rất kỹ và xây nhà rất cẩn thận đấy. Ôi, chúng đang làm cái gì thế kia? Ừ, có vẻ như con hải ly này đang cố gắng để lấy một cành cây mang về để hoàn thiện công trình của mình đấy. À, ra là như vậy. Mùa thu ở nơi đây tuyệt quá Tinh Nghịch nhỉ. Những cây lá vàng này trông mới rực rỡ dưới nắng mặt trời. Thiên nhiên đúng là ưu đãi nơi đây. Nơi này quả thật là rất đẹp phải không Kem? Chúng ta đã được ngắm nhìn Yellowstone vào mùa thu và mùa hè. Bây giờ Kem có muốn biết xem mùa đông ở Yellowstone như thế nào không? Đương nhiên là chúng em muốn rồi ạ. Vậy thì các em hãy nhìn lên trên màn hình đi. Đây chính là những hình ảnh của Yellowstone vào mùa đông đấy. Mùa đông ở Yellowstone cũng giống như những nơi khác. Nơi đây được bao phủ bởi tuyết trắng và những dòng sông băng. Khí hậu lạnh giá và khắc nghiệt đã khiến cho các loài động vật nơi đây thường đi ngủ trú đông hoặc di cư sang nơi khác. Một số ít những loài như chó sói lại di cư đến và sinh sống tại nơi này. Nếu thời tiết ở đây lạnh giá và khắc nghiệt như vậy thì chắc là chỉ có những loài động vật có bộ lông dài như chó sói, bò bi dông hay gấu xám mới sống được thôi. Có phải như vậy không hả chị Nắng Hồng? Ừ, em nói đúng rồi đấy. Tuy nhiên, vào mùa đông, mặc dù tuyết bao phủ ở khắp mọi nơi, thế nhưng sự hoạt động không ngừng của những dòng suối nước nóng vẫn khiến cho một số ít loài cây sinh trưởng và phát triển được. Những loài cây đó lại trở thành thức ăn cho nhiều loài động vật khác đấy các em à. À, thì ra là như vậy. Mèo xanh, bạn hãy mau nhìn kìa. Có chuyện gì mà bạn cuốn lên vậy? Bạn hãy mau nhìn kìa, một cực rượt đuổi ngoạn mục chưa. Những con chó sói này có chân khỏe và chạy nhanh thật đấy. Mình e là những chú linh dương sừng tỏa kia sẽ khó lòng mà thoát được. Ôi chú linh dương tội nghiệp, giờ thì không phải là một con chó sói nữa mà có rất nhiều những con khác cũng kéo đến. Tinh nghịch, bạn hãy đoán thử xem liệu chú linh dương này có thoát được không hả? Mình nghĩ là không. Khả năng săn mồi của chó sói thật đáng nể mà. Bạn xem kìa, những con chó sói đều đã bỏ đi. Có vẻ như cách đứng dưới lòng nước lạnh của chú linh dương sừng tỏa này có tác dụng rồi đấy. Ừ, dòng nước lạnh như băng kia có lẽ đã khiến cho những chú chó sói xám nản lòng rồi. Mà mình thấy tuyết rơi khắp nơi như thế này khiến cho những bông hoa đều đóng băng. Như vậy thì thật là tội nghiệp cho những chú ong và chim. Sao lại tội nghiệp? Bạn không thấy à, tuyết khiến cho những bông hoa bị đóng băng như thế kia thì làm sao mà những chú chim và ong có thể hút mật được? À, đúng rồi. Nhưng mà Tinh nghịch này, mùa đông ở Yellowstone có vẻ khắc nghiệt quá nhỉ. Khắp nơi chỉ toàn là tuyết trắng. Bạn hãy nhìn những chú bò bi dông kia mà xem. Có vẻ như những chú bò đỏ đang rất phải khó khăn mới có thể đi qua vùng tuyết trắng lạnh lẽo này đấy. Thật may là chúng có một bộ lông thật dày. Chứ nếu không với thời tiết lạnh lẽo như thế này, mình e là chúng sẽ không thể chịu nổi đâu.
Mẹ Sam và Tinh Nghịch ơi, mãi mê với cuộc hành trình đi tìm hiểu vùng đất Yellowstone mà chị em mình đã quên mất rằng thời gian đã trôi qua thật nhanh, để đến lúc chúng ta phải nói là chào tạm biệt với các bạn nhỏ của chương trình rồi, phải không các em? Ôi, đúng là thời gian trôi nhanh thật đấy. Mèo Xanh đành phải nói lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau nhé. Cuộc hành trình hôm nay thật là thú vị phải không các bạn? Và đừng quên gửi mail về cho chúng mình theo địa chỉ Mèo Xanh Tính Nghịch @gmail.com và Chị Nắng Hồng @gmail.com nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Hai mẹ Mèo Xanh và Tinh Nghịch đã chào tạm biệt các em rồi. Chị Nắng Hồng cũng phải chào tạm biệt các em thôi. Nếu còn điều gì thắc mắc, các em hãy gọi về tổng đài 1900 571 525 để được giải đáp nha. Xin cảm ơn nhãn hàng nước súng miệng trẻ em Chiếc Khi đã tài trợ cho chương trình. Chúc các em có một buổi tối ngon miệng. Tạm biệt tất cả các em. Nước súng miệng Chiếc Khi không cay tẹo nào.